rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, tập 11, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mở Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi ly hôn với Cầu Đức thì giờ đây Thanh Hiền sẽ chuyển về nhà bố ruột của mình để sinh sống. Và đương nhiên là cô sẽ phải gặp lại bà Nguyệt, người mẹ kế của cô. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn gặp lại giữa mẹ kế con chồng này sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến. Và chắc chắn là bà Nguyệt sẽ không để yên cho cô đâu. Bên cạnh đó, màn quay trở lại này của Thanh Hiền cũng sẽ lật tẩy rất nhiều những bí mật đồng trời năm xưa từ bà Nguyệt. Những gì mà bà ta đã gây ra cho gia đình của cô. Vậy thì những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và cũng là để chúng ta có thể biết được kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Thanh Hiền và Cậu Tuấn. Bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11, tập cuối cùng của bộ truyện Mở Hiền, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cậu còn chưa nói hết câu thì nó đã chạy đi đâu mất. Cậu Tuấn cười khanh khách, trêu chọc nó cũng là một cách xua đi những mệt mỏi trong người. Để nó đi xa thì cậu nhanh chân đứng dậy đóng cửa lại. Cậu đem một số giấy tờ làm ăn, mua bán mà cậu nhúng tay vào lô hàng của cậu Trí. Cậu thở dài, cầm chồng hợp đồng mà không biết là mình làm như vậy đúng hay không. Cậu là người đứng ra mua lại tất cả hàng tốt. Cậu kiếm được một phần lời lớn trong đó. Điều cậu phiền muộn chỉ là quan hệ hai nhà. Thầy cậu và ông Bình coi như anh em đồng hao. Nhà ông Bình khó xoay sở thì cũng đã mở lời với thầy cậu. Việc cậu nên hay không nên giúp thì còn phải suy nghĩ cẩn thận một lần nữa. Có tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Anh Hai à? Là em đây. Cậu Tuấn cất hết giấy tờ đi rồi sau đó ra ngoài mở cửa. Cậu Đức cúi đầu đứng trước. Cậu Tuấn mệt mỏi nói. Vào đi. Cậu Tuấn bước vào, ngồi xuống trước. Cậu Đức ngồi xuống ghế, áy náy rồi hỏi. Em xin lỗi. Em trước kia bởi vì ngu muội đã để cho anh khổ tâm nhiều như vậy. Cậu Tuấn không hề trách em trai. Cậu cười rồi đẩy chén nước về phía cậu Đức bảo. Anh là anh trai của em. Anh trước kia vì đánh em cũng là muốn tốt cho em. Hiện tại thì em đã hiểu ra, anh cũng không có gì giận em cả. Em thật sự đã quá ngu muội. Tất cả đã qua rồi. Đừng vì một điều không hay trước kia mà cản trở cuộc sống phía trước. Em hãy làm cho thầy mẹ cùng anh yên tâm hơn về em. Cậu Đức lấy từ túi áo ra cặp vòng ngày hôm qua cậu đưa cho Thanh Hiền mà cô từ chối. Cậu Hà thấp giọng nhờ vả. Anh, em muốn nhờ anh một việc. Anh có thể đưa cho Thanh Hiền cặp vòng này được không? Cậu Tuấn nhìn cậu Đức bằng ánh mắt sâu xa. Cậu không trả lời vội, cậu vẫn nhìn em trai. Cậu Đức vội vàng giải thích. Anh đừng nghĩ gì cả. Em không có ý gì khác. Chỉ là... Cậu Tuấn thản nhiên cầm cặp vòng lên. Cậu không cười sau đó nói. Không có gì. Anh biết là em đã yêu Thanh Hiền. Nhưng mà em phải biết tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô ấy không thể quay lại. Mà em cũng nên quên đi. Anh không trách em khi em thương Thanh Hiền. Cặp vòng này coi như quà cưới em tặng anh. Cậu Đức nuốt nước bọt. Cậu nên khóc hay cười. Anh trai của cậu không giống như trước. Anh ấy đã yêu sâu đậm. Cậu có quyền gì xen vào. Cậu làm mất khi trong tay được nắm lấy. Cậu đã tự mình đánh mất rồi. Cậu Đức gật đầu, khóe mắt cay cay rồi nói. Anh nhận là tốt rồi. Cậu đứng dậy bước đi về. Ra đến cổng thì cậu Tuấn vẫn đang nhìn cặp vòng trong tay rồi nói. Anh hy vọng là em sẽ mãi tỉnh táo. Đừng về chuyện này mà ngã xuống. Hy vọng là em sẽ lên giường cùng anh, cai quản nó giúp thầy mẹ. Nghe xong thì cậu Đức ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen tối. Cậu đau đớn gật đầu. Em sẽ lên giúp anh. Anh em chúng ta sẽ như trước nhé. Được.
Cậu Đức lững thững bước đi về. Cậu Tuấn đem cặp vòng để vào tủ. Cậu không thể đưa cho Thanh Hiền. Là của em trai thì cũng không thể. Cậu ích kỷ. Coi như vậy, nhưng mà hãy hiểu cho cậu. Cậu bây giờ chỉ muốn cô là của cậu. Cậu không muốn cô nghĩ đến những ngày tháng ở bên em trai cậu không vui nữa. Cậu bạc bội, cậu xin nhận. Em cậu đã hối hận. Cậu không thể nào nhường thêm một lần nữa. Tình yêu không phải là món đồ. Là vợ ở bên cả đời không phải là đồ chơi, thích thì chơi, chán thì bỏ. Cậu hứa đời này xin bảo vệ cô, bù đắp những tổn thương mà cô đã gánh chịu. Cậu Đức buồn chán. Cậu đến bờ ao gần nơi gian nhà của anh cậu, ngồi xuống lấy gạch đá ném xuống ao. Từng tiếng rơi vào trong nước chìm đắm như đáy lòng của cậu. Giọt nước mắt rơi xuống, cậu khóc, hối hận. Cậu đã mất cô rồi, mất người vợ mà đáng nhẽ đã là của cậu. Cậu nhìn ánh trăng rồi hỏi. Ánh trăng nhạt màu, bóng người ngồi ngắm chơi. Bên hiên nhà gió thổi sương rơi, hoa bay tan tác lá vàng tả tơi. Sầu vương mái ngói, lòng người chơi vơi. Ý tình nhạt nhòa, sau tấm màn che một mình cô đơn. Ánh trăng không trả lời cậu, nó vẫn cứ sáng như soi cho cậu nhìn thấy chính bản thân của mình đang ở đâu, đang nghĩ gì. Cánh hoa vẫn nở, vẫn như ngày đầu tiên cậu nhìn thấy cô. Là cậu lỡ bỏ rơi cánh hoa đó. Một cánh hoa nhạt màu, khác biệt, dơ dừng hoa màu sắc. Cậu Đức bỗng hé miệng mỉm cười. Cậu đã thua chính bản thân mình. Mỉm cười cho chính mình, tự thương hại lấy mình. Sáng sớm hôm sau, ông Dần đúng giờ tì đến nhà công tư nói chuyện, rồi đón Thanh Hiền về nhà. Có cậu Tuấn đưa về nhà, đi theo Thanh Hiền, còn có con Ánh, con Út, thằng Lâm cùng về. Con đường trong thôn, ngày tháng 11, trời lạnh thế nên ít người đi lại ngoài đường. Một đoàn người lặng lẽ đi về hướng nhà ông Dần. Ngờ là mọi thứ không có gì to tát. Một góc chợ thôn có một người phụ nữ ngồi mua rau lên tiếng hỏi. Bà Ngọ sao hôm nay mua gì nhiều thế? Nhà ông Dần có tiệc à? Bà Ngọ là người làm vườn trong nhà của ông Dần. Sáng nay được ông giao cho việc mua bán, ăn uống sau này. Bà ta là người bà Nguyệt hôm qua đã gọi đến. Bà ta không phải người của bà Nguyệt. Chỉ đơn thuần là người làm trong nhà. Có cái miệng nói hơi nhiều. Nói không đúng lúc đúng nơi. Được chề mặt điểm tên bà ta bóng gió. Ôi! Tôi cũng không biết, khi sáng thì ông Dần chỉ cho việc mua bán, còn bà Nguyệt thì bà ấy đang cảm giảm về việc Thanh Hiền, có con gái lớn về nhà. Tôi thật đúng là ghét bà ta. Vốn dĩ thì Thanh Hiền đã lấy được người như cậu Trí, mà cũng tại vì mẹ con bà Nguyệt hứng tay trên. Cuối cùng thì bây giờ Thanh Hiền, con bé, phải khổ sở, ly hôn với cậu Đức, về lại nhà mình như thế. Chỉ một câu nói của bà Ngọ đủ làm cho đánh động cả một khu chợ. Người này người kia truyền tin tức còn nhanh hơn truyền cơm. Đến khi Thanh Hiền về nhà sắp xếp được mọi thứ, cậu Tuấn đang ngồi trên nhà lớn cùng với ông Dần, cùng bà Nguyệt, thì cả thôn đã biết chuyện cậu Đức cùng Thanh Hiền ly hôn trong im lặng. Ông Dần thì niềm nở nói chuyện với cậu Tuấn. Cậu có bận thì về lo đi. Cảm ơn, hôm nay lại đích thân đưa Thanh Hiền về. Bà Nguyệt ở một bên, rồi sau đó bĩu môi. Ngoài mặt bà ta là vậy, trong lòng lại lo lắng sao cậu Tuấn lại đích thân đưa người về. Nếu như chỉ vì ái ngại chuyện ly hôn thì đâu phải như thế. Bà ta suy nghĩ, rồi tưởng tượng ra nhiều giả thiết trong đầu. Cậu Tuấn nhìn thấy biểu hiện của bà ta chỉ biết cười khinh. Không cần để bà ta suy diễn nhiều, cậu liền nói. Thầy khách sáo rồi. Ít nhiều thì vài tháng nữa con cũng đến đón Thanh Hiền một lần nữa thôi. Bà Nguyệt nghe đến đây thì choáng váng, cầm chén nước suýt làm rơi. Bà ta thất thố hỏi lớn. Cái gì? Cái gì mà đón? Cậu Tuấn không nhanh không chậm, cậu nói. Thưa dì, thế chắc là dì vẫn chưa biết. Thanh Hiền tuy rằng ly hôn với em trai của con, nhưng mà lại được quan huyện phối hôn ước với con. Năm sau tổ chức lễ cưới. Sao cơ? Bà Nguyệt há hốc mồm, ông Dần xấu hổ quát nhẹ. Thế ngậm cái miệng lại đi. Già rồi mà như người không biết gì vậy.
vô duyên, không biết chừng mực. Bà Nguyệt lúc này mới ý thức được mình đã làm ra hành động gì. Bà ta biết sai, vẫn cay cồn với ông Dần. Thế ông bảo tôi làm sao mà không ngạc nhiên cho được. Nó bị cậu Đức bỏ, sao lại được quan huyện chỉ hôn cho cậu cả Tuấn ở đây? Thế nó còn xứng gì nữa? Đã bị chồng bỏ rồi, phải theo luật làng mà làm thôi. Luật làng cái gì? Con bé nó ly hôn, chứ bị chồng bỏ khi nào? Bà Nguyệt lúc này nói tiếp. Ơ? Bị bỏ về nhà mẹ đẻ, thế không phải là bị chồng bỏ thì là gì đây? Cậu Tuấn nghe thấy chói tai, cậu nhẹ nhàng nói. Dì hiểu nhầm rồi. Bị chồng bỏ và ly hôn khác nhau. Chồng bỏ khác với ly hôn. Ly hôn là cả hai vợ chồng đồng thuận cơ mà. Thế cậu cứ làm như cậu sành sỏi hơn tôi ấy. Ông Dần thì nín nhìn, không hề nổi nóng. Trước mặt cậu Tuấn, ông không muốn xuống tay đánh bà ta. Bà Nguyệt thấy như vậy lại càng vênh váo nói tiếp. Cái nhà này có một luật làm gái đã gả chồng, không được về nhà mẹ đẻ nữa. Bà ta vừa nói dứt lời thì cậu Tuấn gần như tức đến phát cáu. Ông Dần thì... cậu ông không muốn xấu hổ. Mà ông không ngờ bà ta ngu xuẩn đến không ngờ có thể phát ra một lời nói không hay như vậy. Cậu Tuấn bất ngờ với bà Nguyệt, cậu cười khẩy. Dì nói như vậy thì sai rồi. Thanh Hiền ly hôn. Về đây thì cũng là điều đương nhiên. Hơn 2 tháng qua từ ngày bước chân vào nhà của con biết là em ấy chưa từng bước chân về nhà mẹ đẻ. Mà con lại nghe chú Bình phàn nàn là con dâu chú 2-3 bữa lại cứ về nhà mẹ đẻ. Thật là không phải phép tắc. Mà con thấy dì hiểu như vậy con cũng mừng thay cho chú Bình. Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà Nguyệt lại nói tiếp. Con nghe không nhầm thì chú hôm qua vừa nói ở nhà mới có chuyện. Thế mà con dâu đã chạy về nhà mẹ đẻ. Đến giờ vẫn chưa thấy người đâu. Thế chẳng hay là dì chỉ nghĩ đến con ruột, còn con vợ cả thì coi là người ngoài sao? Bị hỏi bất ngờ như vậy, bà Nguyệt không trả lời ngay được. Ông Dần thì xấu hổ tím mặt. Cậu Tuấn thấy như thế liền đứng dậy xin phép về trước. Tiến cậu đi về, ông Dần tức giận đến run người, đi vào nhà đánh cho bà Nguyệt một cái mà chửi lên. Tại sao? Bà ăn nhiều mà lại ngu như vậy? Con gái mình đã không hơn ai, lại còn đi nói ai nữa? Bà thôi ngay cái kiểu nói mỉa móc như vậy đi. Con bé sớm muộn cũng về làm vợ của thằng Tuấn. Thế bà nghĩ thằng con rể quý của bà tài giỏi hơn ai thế? Thế nhìn đi, ở cái thôn này bao nhiêu nhà muốn cho con làm vợ con lớn của nhà ông Tư đấy. Con Hiền nhà mình có phúc lắm mới được hưởng như vậy. Bà mà còn ăn càng nói bậy nữa mà đừng trách tôi tống cổ ra cổng đấy. Thanh Hằng ở trong phòng nghe được câu chuyện, à không ngờ Thanh Hiền bị cậu Đức bỏ rồi lại được cậu Tuấn lấy về làm vợ lớn. À không ngờ số cô may mắn như vậy. Bị cậu Tuấn nói về sự việc ở nhà ông Bình thì à ta có đôi chút oán giận. Nghe thấy thầy mình chửi mẹ thì à đi ra ngăn lại. Thầy à, thầy đừng chửi mẹ như vậy. Thì mẹ cũng bởi vì lo nghĩ cho gia đình thôi. À không nói, ông Dần không nổi nóng thêm. À nói thì như đổ thêm dầu vào lửa. Ông chỉ mặt của à rồi mắng. Chửi cái gì? Mày về nhà chồng đi. Thế mày xem đi, mày làm được cái gì chưa? Hay để cho nhà chồng người ta chán ngán đến ngây người rồi đấy? Con chưa làm được gì sao? Thầy à, thầy đừng nghe người ngoài nói bậy như vậy. Mẹ con của mày ngu như nhau cả thôi. Ông Dần tức giận đi ra ngoài. Ông còn bao nhiêu việc phải làm. Ở nhà nhìn mẹ con bà Nguyệt thôi thì cũng khiến ông bực bội. Chỉ sợ là ông không nhẫn nhịn được, túm cổ đuổi bà Nguyệt ra ngoài đường. Ông Dần đi lên huyện giao đồ. Thanh Hiền ở nhà vẫn theo chính sách cơm riêng mà ăn. Con Ánh đến nhà bếp lấy đồ ăn bà Ngọ mua về đem đi nấu cơm trưa. Nó nấu cơm lại hóng được thêm chuyện bà Nguyệt bị ông Dần đem ra nói. Nó vui nhàn tết. Bữa cơm cứ nói luôn mồm. Thanh Hiền thì lại lo lắng đến cuộc sống vài tháng sau này sẽ không dễ thở như suy nghĩ. Và đúng như lo lắng của Thanh Hiền, bữa cơm trưa ngày hôm sau thì bà Nguyệt bắt bà Ngọ đi làm vườn, bắt con Ánh làm việc trong nhà. Lấy lý do cô có người của cậu Tuấn đi đến đủ dùng rồi. Thanh Hiền mệt mỏi với những ngày không nhàn rỗi.
Ngày một, ngày hai, cô cùng bà Nguyệt chạm mặt nhau trong bực tức. Đến ngày cô về nhà được một tuần, cô không thể nào chịu được cảnh. Bà Nguyệt lấy cớ cô bị chồng bỏ mà ép không cho con Ánh nấu cơm hay mua thức ăn cho. Bắt con Út phải làm. Thằng Lâm vừa hết đau chân, hôm nay thì nó không nhìn được nữa. Bà Nguyệt để ông Dần đi làm. Bà cùng Thanh Hằng xuống gian của cô nói sằng nói bậy. Ê, cái người chồng bỏ thế mà không biết xấu hổ. Về nhà thì lời chảy thây ra, không muốn đồng chân đồng tay, thế lại còn muốn người hầu cả hà nữa sao? Thằng Lâm đang ăn cơm, nó buông bát cơm xuống, nó không thể nào nuốt nổi nữa. Quay người đối diện bà Nguyệt rồi nói. Ờ hay, cái bà điên này, bà ngứa mồm thì lên mà cãi nhau với con rể kia kìa. Bà đúng là người đầu trâu mặt ngựa không biết xấu hổ à? Con gái kéo cả chồng vớ nợ chạy đến ăn trực, thế mà còn không biết xấu hổ, lại còn xuống đây nói ai vậy? Bà Nguyệt bị nói đến hoa mắt, bà run tay chỉ vào mặt của nó. Mày, cái thằng này, mày ăn nhờ đâu ở đâu? Mày có muốn tao đuổi cổ mày ra ngoài cổng không đây? Thế bà đuổi á, bà dám sao? Thằng Lâm trợn mắt thách thức, à Hằng bênh vực mẹ liền nói. Mày ở đâu thì về đó đi, nhà tao không nuôi mày đâu. Ờ hay nhỉ, tụi con ăn cơm nhà mấy người đâu. Cậu tôi đưa tiền cho mở nuôi chúng tôi. Và lại cái công con Ánh nấu cơm cho mấy người ăn cũng đủ để chúng tôi ăn rồi. Đưa lúc nào? Thanh Hiền buông đúa lười biếng nói. Đưa lúc nào cần phải thông báo với mẹ con mấy người sao? Bà Nguyệt mạnh miệng nói. Tất nhiên phải nói. Không nhà chúng tao nuôi bố cô nhà mày à? À, ra là vậy. Vậy thế con gái của bà, con rể bà đưa bao nhiêu tiền để ở đây ăn vậy? Bà Nguyệt không nói được. Bà ta làm sao nói con gái bà ta giờ lấy đâu tiền mà đưa tiền ăn? Con rể còn phải đến ăn cơm nhờ, thì bà ta nói được ai nữa? Cậu Chí thì cách ngày Thanh Hiền về nhà chỉ sau 2 ngày, cậu Tuấn đã cho cậu ta phải đem đất ruộng bán gần hết. Ông Bình vì chuyện làm ăn này cộng thêm việc Thanh Hằng vợ cậu ta hay ăn không rồi, thế mà không chịu làm gì cả. Thấy nhà gặp hoạn chạy về nhà mẹ đẻ, ông đá luôn cậu ta ra khỏi cổng lớn. Ông còn nói muốn vợ thì không cần về nhà, ông không chấp nhận loại con dâu như thế. Cậu ta bởi vì thương vợ cùng đứa con trong bụng nên không bỏ vợ. Cậu ta đem cái mặt mo đến nhà vợ ăn nhờ đầu cho đến hôm nay. Bà Nguyệt thì bị nói đến đỏ mặt. À Thanh Hằng vì bị lôi vợ chồng vào mà phải kéo nhau về nhà trên. Bữa cơm bị người phá không ai vui vẻ gì cả. Thanh Hiền biết trong thôn đang có rất nhiều lời bàn tán về việc cậu Đức cùng với cô ly hôn bởi vì cô bị đánh. Hai bên tự hòa giải nên cô không bị nói nhiều. Đa phần đều đồng cảm với cô. Còn chuyện vợ chồng cậu Chí thì đã thành một loại bàn tán có 102. Nó giống như một cơn sóng nổi trong thôn. Từ việc Thanh Hằng cướp chồng của chị, cậu Chí đem danh tiết con nhà người ta làm hỏng. Rất nhiều chuyện người dân gần Tết không có chuyện để nói, thì bèn mang nó ra thành một loại tán gẫu mọi nơi, từng ngóc ngách trong thôn. Ở quán nước cây đa, bụi tre trong làng, đều để 2 cái trống không đủ chỗ cho người đến ngồi chơi uống nước. Thanh Hiền không nói gì, coi như bữa cơm trưa bị chó cắn càn. Đến bữa cơm chiều, cô chỉ dặn con Ánh cho thuốc vào canh trên nhà ăn, liều lượng nhiều hơn. Thức ăn cho cậu Chí ăn đêm cùng với Thanh Hằng, thêm một số thuốc nhất định. Cô không thể ngồi mà chỉ nhìn thêm 1 tháng nữa. Bọn họ ép cô phải xuống tay. Thằng Lâm khi biết thì nó xung phong buổi chiều xuống thay con Út nấu cơm. Bữa tối gian dưới cơm nước đạm bạc, cơm rau luộc, cơm trên nhà. Cơm nhìn thì cũng biết nó sang hơn nhiều. Canh xương, thịt kho, cá kho. Thanh Hiền cười gằn. Cô ăn cơm xong lại ngồi trên giường, tán gẫu với bọn con Ánh. Đến quá nửa đêm ở trên phòng, Thanh Hằng có chuyện lớn xảy ra. Giọng kêu thất thanh trong đêm làm cho cả nhà rúng động. À kêu gào ôm lấy bụng, còn cậu Chí lo sợ đến xanh mặt, ôm lấy à rồi hỏi. Thế em bị làm sao vậy? Em cố chịu đi, tôi gọi thầy Lang. Ông Dần bị tiếng kêu của ả làm tỉnh giấc. Ông cùng bà Nguyệt chạy đến phòng thì thất kinh nhìn thấy ả ngồi trên giường
ôm bụng máu chảy thấm lên đệm trắng. Cậu Chí thì không thấy đâu. Bà Nguyệt hoảng sợ đến bên rồi hỏi tới tấp. Con à, con làm sao vậy? Nói mẹ nghe xem. Con, mẹ ơi, con đau quá. Thanh Hằng, mặt mày trắng bệch ôm lấy bụng. Bà Nguyệt đau đớn ôm con rồi quát. Mau lên, mau đi gọi thầy Lang. Ông Dần cũng hoảng sợ. Ông sợ là Thanh Hằng sẽ xảy ra chuyện. Ông làm thầy không thể làm gì hơn là đứng ở một bên chờ người đi gọi thầy Lang đến. Ở gian nhà dưới, Thanh Hiền nhìn thằng Lâm, nhăn mày rồi hỏi. Thế khi chiều, em đừng nói là em cho thuốc hư thai vào đấy nhé. Thằng Lâm thành thật nói. Không có, con chỉ cho thêm một ít thuốc, nếu mà bị thì khi sinh ra, tính mạng của cô ta nguy hiểm thôi. Con chưa có tê nối, nhẫn tâm đi hại một đứa trẻ như vậy. Thanh Hiền lại liếc qua nhìn con Ánh cô hỏi. Thế con Ánh? Con Ánh xua tay. Con làm gì cô ta? Con lúc tối thấy cô ta ăn dứa, ăn cả một đĩa như vậy. Con nghĩ do ăn nhiều mà ra. Bà Ngọ nói với con là ăn uống không kiêng kỵ gì như thế thì hại tới thai nhi. Thanh Hiền biết thuốc cô cho vào canh là thuốc gì. Không thể nào nói chỉ ăn mơi hai ba bữa đã bị. Thanh Hiền ghét mẹ con bà Nguyệt là thật, hận bà ta là thật. Nhưng mà cô chưa máu lành đến nỗi giết đứa bé trong bụng. Cũng lắm thì khiến Thanh Hằng sinh non, rồi cô cho cậu Chí không thể nào có con nữa. Còn đứa bé sống được hay không, đấy là luật trời. Chưa kịp làm gì thì Thanh Hằng đã có chuyện. Cậu Chí đi đón thầy Lang về đến nơi là một khắc sau đó. Người đến là thầy Lang Phong. Ông lấy tay, rồi bắt mạch. Gương mặt của ông nhăn lại, liếc bà Nguyệt. Từ hôm nay cô ta có ăn bậy gì không? Cậu Chí nhanh miệng nói. Hôm nay ngoài ăn cơm thì có ăn thêm dứa. Vợ tôi bảo là thèm. Nhiều hay ít? Cậu Chí run rẩy nhớ lại rồi lắp bắp. Nhiều. Lúc giữa buổi có ăn. Bởi vì vợ nói thèm thế nên tôi đi mua. Nghe xong thì thầy Lang Phong đặt tay Thanh Hằng xuống. Ôm lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc đưa cho bà Nguyệt. Thế bà là mẹ mà không biết nói con gái kiêng kỵ à? Ăn vừa phải. Một hai miếng cho đỡ thèm. Để ăn cả ngày như vậy. Bà cầm thuốc này đem đi pha cùng nước nóng cho uống. Đến khi ra hết máu. Ít nhiều cũng gần hơn 2 tháng rồi. Cô ta đúng là chết vì miệng ăn. Bà Nguyệt sững sờ đón nhận lọ thuốc từ chỗ thầy Lang. Bà ta không ngờ con bà bị hư thai. Cậu Chí trắng bệch như người mất hồn. Cậu ta không tin vào tai mình khi nghe như vậy. Hỏi lại. Thầy à? Thầy nói thật sao? Thầy Lang hét vào mặt của cậu ta. Tức cậu không tin thì cậu đi mà lên huyện, hoặc đi đâu để tìm thầy Lang khác về khám cho vợ cậu. Anh không biết nhìn mồm nhìn miệng. Cái gì cần kiêng kỵ thì phải kiêng. Còn đằng này, cái gì cũng ăn như thế. Bây giờ thì hối không kịp đấy. Thanh Hằng đã ngất lịm rồi. Bà Nguyệt đau lòng, xót thương cho con gái. Ăn uống tất cả đều là người nhà nấu. Người gian dưới... Bà ta nhớ ra, mắt sáng lên hướng ông Dần nói. Mình à, là người dưới gian nấu cơm hàng ngày. Mình phải gọi con Hiền lên. Nhà này thì không ai là muốn làm hại con Hằng được. Mình phải lấy lại công đạo cho con đi. Ông Dần bực bội gầm lên. Bà điên cũng vừa phải thôi. Không cần phải lấy cái lý do vô lý như vậy, trốn tránh trách nhiệm. Thế bà làm mẹ kiểu gì thế? Nhưng mà tôi không nấu cơm sao biết được. Ông Dần lại càng phát điên, lãnh đạm nói. Bà làm mẹ mà đúng thật là mất mặt cái nhà này. Sao mà tôi lại có loại vợ ngu như bà thế? Con của mình bà không chăm sóc đi lại còn chửi ai. Bà đúng là loài người không đáng làm mẹ. Bà Nguyệt bị ông Dần nói thẳng trước mặt con rể cùng với thầy Lang. Bà muốn cãi lại thì Thanh Ngọc, con trai của bà, đã tỉnh dậy đi đến. Níu tay của bà lắc đầu cản lại. Bà Nguyệt sùi lơ nhìn con trai. Bà phải nhìn xuống. Ông Dần thấy bà không điên loạn nữa, mời đưa thầy Lang đi về. Cậu Chí ngồi gục xuống đất. Cậu không ngờ cậu bởi vì thương vợ mà khiến cho mình mất đi đứa con đầu lòng. Lúc này thì một mảnh đượm buồn bao trùm khắp căn phòng. Nhà ông Dần một đêm không ai được yên ổn.
Thanh Hằng uống thuốc của thầy Lang bởi vì mất máu nhiều, ngủ một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Bà Nguyệt lo lắng chăm sóc con gái không còn hơi đâu, nghĩ đến có người động chân động tay vào thuốc Thanh Hằng uống. Uống hết thuốc thầy Lang Phong chỉ định thì à cũng hoàn toàn khỏi bệnh. Chỉ khác là tỉnh dậy cũng là lúc à không còn được như lúc trước. À trở nên ngốc nghếch lạ thường. Hôm nay đã đến ngày 26 tháng Chạp. Cả thôn nhà thì ai cũng bận rộn sắm Tết. Trên bàn thờ gia tiên, nhà nào giàu có thì đẹp mắt, nhà nghèo chỉ có một nải chuối, quả bưởi. Sáng sớm thì bà Nguyệt sai người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cậu Chí đã về nhà mình chuẩn bị Tết nhất. Cậu muốn về xin ông Bình tha thứ cho Thanh Hằng. Bao nhiêu lâu nay cậu ta ở nhà vợ ngày đêm suy nghĩ thì cũng hiểu ra đạo lý trong ý của thầy mình. Cậu ta sai lầm trong làm ăn, làm Phật ý của thầy mình. Tất cả làm cậu ta sai. Thanh Hiền vừa hoàn thành xong một bộ đồ tứ thân cho cậu Tuấn. Cô đưa cho thằng Lâm, hôm nay về bên đó sẽ gửi cho cậu. Và cô hoàn toàn ném việc mình cho con út, bí mật động tay vào thuốc của Thanh Hằng. Bà Nguyệt đến phòng Thanh Hằng, há hốc mồm bởi vì sốc tinh thần. Bà nhìn thấy con của bà đang ngồi thơ thẩn, thần trí không tốt rồi nói nhảm. Con à, vào chơi với mẹ đi, nhà này nhiều quỷ lắm đấy. Có người nói mẹ bỏ thuốc vào trong chén cơm cho mẹ cả ăn. Mẹ cả bị sinh non. Mẹ cả nói người nào đó ác quá, hại mẹ chết. Con à, con thấy bà nội không? Bà nội có nói mẹ ngoan không? Mẹ ngoan lắm. Mẹ sẽ không nói dối nữa. Mẹ sẽ không đánh chị hai, không cướp đồ của chị hai nữa. Nếu không, mẹ cả sẽ đánh mông đấy. Bà Nguyên vội vàng chạy vào bịt mồm con gái sợ hãi hỏi. Con à, con làm sao vậy? Ai xui khiến con thế? Thanh Hằng đã bị thuốc làm cho ngốc, còn không biết ai là mẹ của mình. À cười to đầy bà Nguyệt rồi chỉ tay. Đi ra đi, đồ ác độc. Bà giết mẹ cả. Bà Nguyệt liều mạng bịt mồm của Thanh Hằng. Bà không biết cậu Chí cũng đến sau bà một khắc. Vừa đến cửa đã nghe được toàn bộ lời nói của Thanh Hằng chửi bà. Cậu ta sốc đến khó thở, nấp vào trong rìa tường, nghe tiếp cuộc nói chuyện ở trong. Thanh Hằng, con bị làm sao thế? Ai giết ai? Con nói một lời xem. Miệng của Thanh Hằng thì vẫn cứ lẩm bẩm. Bà giết người. Bà độc ác. Bà ác quỷ. Trong nhà này có ác quỷ đấy. Hai mẹ con ầm ĩ đến nỗi ông dần phải đi đến. Thanh Hiền cũng đến. Bà Nguyệt thì vẫn một câu chửi hai câu mắng con gái mà không quan tâm bao nhiêu người đang nhìn. Con điên à? Thanh Hằng, con điên rồi sao? Mẹ là mẹ ruột của con. Mẹ giết ai chứ? Con không được nói bậy như vậy. Giết người. Con nín đi cho mẹ. Con mà nói nữa, mẹ đánh con đấy. Bà giết người. Bà Nguyệt vung tay vạ cho Thanh Hằng một bạt tai, búp một phát. Con câm mồm ngay đi, tỉnh lại cho mẹ. Thanh Hằng ngã xuống đất sợ hãi lùi vào góc tường, miệng thì vẫn không ngừng nói. Ác quỷ, bà là ác quỷ mà. Cứu với. Thanh Hiền nhìn thấy cảnh đó, cô không ngờ bà Nguyệt vẫn không hay, không nhận ra con mình đã không còn bình thường. Cô đi vào ôm lấy Thanh Hằng, cứng rắn nói với bà Nguyệt. Dì à, con thấy là dì nóng quá rồi đấy. Dì nhìn em ấy mà không nghĩ là có vấn đề sao? Tìm thầy Lang khám trước rồi nói đi. Ông dần nghe con gái thứ nói thì ông đã lạnh sống lưng. Ông sợ hãi vội vã đi gọi người đón thầy Lang. Thanh Hằng ôm chặt lấy tay của Thanh Hiền. Trong giây phút này cô lại cảm thấy áy náy khi để cho Thanh Hằng thành như thế này. Chỉ tiếc cho em gái cô, có người mẹ quá tàn bạo. Thầy Lang đến xem tình hình thì ông chỉ biết lắc đầu rồi nói. Thật sự đã ngốc rồi, tôi không thể nào chữa được. Chắc có lẽ nên để cho thời gian sẽ đỡ hơn một chút. Ông dần gặng hỏi. Thế nếu như uống thuốc bổ thì thế nào? Thầy Lang bất lực lắc đầu. Vô ích thôi. Thôi tôi không thể giúp được. Ông không muốn nói gì thêm nữa. Cái bệnh này thì thầy Lang Phong biết rõ thuốc làm ông giúp bốc.
Ông chỉ không ngờ người bị không phải là bà Nguyệt mà là con gái bà ta. Thế Âu cũng là cái số. Cả nhà ông dần một lần nữa đem cái tết lâm vào khốn cùng. Cậu Chí không tiếp thu nổi sự thật là vợ sẽ không bình thường. Cậu là con một trong nhà thì làm sao có thể để cho một người vợ như vậy làm vợ cậu. Cậu Chí trở thành người đàn ông bạc tình bạc nghĩa nhất. Cậu ta không ở lại nhà ông dần. Qua tết nguyên đán thì chỉ đem một tờ bỏ vợ đến trả cho ông dần. Ông dần thì tức đến bất tỉnh. Bà Nguyệt chửi đồng lên. Vừa mới qua tết không bao lâu thì sóng gió lại ập đến thế này. Chuyện Thanh Hằng phát ngốc cũng bị đồn ra ngoài. Người thì thương cảm cho cô, người thì ghét bà Nguyệt lại nói. Thế thì phúc đức cũng tại mẹ đấy. Bà Nguyệt làm chuyện thất đức thì con cái nó gánh là đúng rồi. Câu chuyện đầu năm được Cầu Trí làm cho đánh động cả một vùng nông thôn. Cái nét đẹp luôn được đánh giá cao. Chuyện chẳng hay lại được người đời truyền nhau như một câu chuyện làm quà gặp mặt. Thanh Hiền nực cười với những lời nói chẳng hay ho. Trước đây thì cô cũng bị dìm vì những người như vậy sao? Bà Nguyệt dường như già đi vài tuổi. Bà ngày ngày đều nghe con gái chửi làm đồ giết người. Ông dần thì lạnh nhạt. Cứ ngày qua ngày đến hơn một tháng, sức chịu đựng của bà ta không thể nào nhẫn nhịn. Hôm nay, ngày 10 tháng 2, bà Nguyệt biết ông dần đi lên huyện. Bà ta nhớ Thanh Hằng trong phòng, rồi thì bà ta khóa cửa lại. Một mình đi xuống gian phòng dưới gặp Thanh Hiền. Bên cạnh Thanh Hiền lúc nào cũng có bà đứa. Thằng Lâm ở cùng vui đùa nói chuyện. Nhìn thấy bóng dáng của bà Nguyệt, thằng Lâm đứng trước chắn ngang bà Nguyệt nói. Thế bà xuống đây làm gì? Bà Nguyệt gầy đi nhiều. Thanh Hiền không một chút thương xót. Cái giá bà trả chưa là gì với cách bà xuống tay với mẹ con cô. Nếu như năm đó mẹ cô không kiên cường thì liệu rằng sẽ có cô ngồi đây sao? Bà Nguyệt nhổ nước bọt xuống chân của thằng Lâm, giọng thì lanh lảnh nói. Thanh Hiền, mày đã làm gì con tao? Thằng Lâm tức giận đẩy bà ta một cái. Thuận thế bà Nguyệt ngã lăn ra đất rồi gào rú. Ôi trời ơi là trời, chúng nó giết tôi này trời ơi. Người ở trong nhà thấy bà ta gào tưởng đâu bà ta làm sao. Tất cả chạy về phía gian phòng của Thanh Hiền. Nhìn thấy cảnh tượng bà Nguyệt nằm dưới đất ăn vạ, bất ngờ không thôi. Bà Ngọ thì cũng không ưa gì bà Nguyệt, bà cười lớn. Thì bà Nguyệt cũng biết ăn vạ cơ đấy. Người chẳng làm sao mà cái mồm cứ to như vậy. Giọng kêu gào đang to bỗng im lặng. Bà ta trừng mắt cảnh cáo bà Ngọ. Tưởng bà Ngọ sợ ai. Thế nhưng mà ngờ đâu bà Ngọ không sợ lại còn lớn giọng hơn. Thế bà chừng cái gì? Tôi đây ăn uống cũng cần bà quan tâm. Làm thì bằng sức lao động của mình, tôi có ăn không đâu. Cái miệng để nói có phải câm điếc đâu mà im lặng. Im mồm đi. Thế tôi sợ quá. Bà Nguyệt ngàn út không nói nên lời. Thanh Hiền nhẹ nhàng đứng dậy đi lại gần bà Nguyệt. Cô cho người làm đi hết, đi làm việc. Rồi cô đứng lại nhìn xuống dưới. Cách bà Nguyệt một sải tay, cô cười sau đó nói. Thế bà tưởng việc mình làm cách đây 18 năm không ai biết à? Bà nghĩ bà không sợ ai nghi ngờ bà bỏ thứ gì đó vào thuốc an thai của mẹ tôi sao? Thanh Hiền bật cười, nửa ngồi nửa quỳ áp sát mặt của bà Nguyệt. Cô cười ra một giọng điệu châm biếm. Bà Nguyệt sợ ngay cả người. Bà không biết mình đang ở sát cô. Thanh Hiền lại nói. Bà rất thông minh. Bà nghĩ mẹ tôi không đủ sức tranh giành với bà sao? Bà nhầm rồi đấy. Một người là vợ cả, được nội đích thân lựa. Một người là ai? Đến từ nơi nào? Bà biết xuất thân của mình. Thế bà nghĩ mình đủ sức để so sánh với mẹ tôi à? Nực cười. Mẹ tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt. Tại sao bà không nghĩ bao nhiêu lâu nay? Nội một mực bảo vệ tôi. Bà vẫn không biết bà đã bị bại lộ sao? Vì thương con Hằng mà nội chưa từng nói cho thầy biết. Nếu như mới biết thì liệu rằng bà có được người cho lên là vợ cả sau khi mẹ tôi mất không? Bà thông minh quá lại hóa dài. Thế không nghe câu vỏ quýt dài có móng tay nhọn sao? Bà Nguyệt sợ đến chân run, miệng thì lắp bắp nói. Mày cho con gái tao uống gì vậy? Cái gì? Thế bà quên là cái thứ thuốc này bà đã chuẩn bị cách đây 12 năm à?
Bà không cho tôi uống được nó, bà mới quyết định về sau nội mất thì hành hạ tôi giống như con nợ. Thấy tôi đi làm suốt ngày, về nhà lại nghe cái giọng ẻo lả của bà nịnh hót, thì tôi mới phải chịu khổ sở như thế. Thế bây giờ đã nhớ ra thuốc gì chưa? Bà Nguyên choáng váng nghe cô nói, bà ta dùng mình nhớ lại thuốc mà bà ta cho mẹ Thanh Hiền uống, thuốc mà bà ta chuẩn bị cho Thanh Hiền. Bà ta không tin cô lại biết đến nó. Bà không ngờ cô thần không biết quỷ không hay mà cho con gái của bà uống, khiến cháu ngoại của bà mất. Thanh Hằng không tỉnh táo, lại mang danh bị chồng bỏ. Tất cả đều là một tay Thanh Hiền nhúng vào. Bà Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Bà ta linh cảm sẽ có điều không lành xảy đến với bà ta vào hôm nay. Đúng là bà ta lo xa, không sai. Bất quá tất cả đều đúng với suy nghĩ đó. Không để cho bà Nguyệt hồi thần, Thanh Hiền liếc nhà con ánh một cái. Nó nhẹ nhàng đi về phía tủ nhỏ lấy ra một lọ thuốc có ít nước ở trong. Thanh Hiền nhận lấy lọ thuốc cô để trước mặt của bà Nguyệt nói. Bà muốn thử vị thuốc mà bà đam hạ độc vào cho nội tôi hay không? Không chết chỉ bị đau trong người, lúc nào người cũng như sốt. Bà độc ác đến nỗi mẹ chồng thế mà bà cũng không tha. Bà có biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được loại thuốc này không? Bà Nguyệt đưa tay bịt mồm, miệng thì hét lên. Không, tao không làm gì cả. Mày không được làm càn. Không được làm càn. Vậy tại sao khi xưa bà xuống tay với mẹ tôi, với nội tôi? Rất may tôi được che chở, nếu không thì bây giờ đã nằm dưới nấm mồ xanh. Đâu còn ngồi đây nói với bà. Đâu để cho mẹ con bà tính kế hại cả một đời người như vậy. Vậy tôi hỏi lúc đó bà có từng nghĩ đến lương tâm của mình không? Bà đã từng coi đó là một điều thiện mà bỏ qua. Vậy bà xuống tay trực tiếp giết người, sao lương tâm của bà không cắn rứt? Bà có quyền gì hỏi tôi? Bà Nguyên bịt tai, lắc đầu cãi lại. Mày nói dối, tao không làm gì cả, tao không giết ai cả. Thanh Hiền không nói gì, trực tiếp đổ hết lọ nước thuốc nhỏ vào miệng của bà Nguyệt. Cô không cho bà ta nhổ ra mà bắt ép nuốt vào trong. Bà Nguyệt thì sặc nước thuốc ho lên vài tiếng. Thanh Hiền đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Cô hứng giọng rồi nói. Bà nên biết an phận. Thanh Hằng sẽ không bị ngốc như vậy mãi mãi. Tôi chưa phải là người máu lạnh mà cho nó ngốc luôn đâu. Thuốc tôi cho nó uống chỉ là một phần nhỏ trong số mà bà đã định cho tôi uống thôi. Còn bản thân bà cũng nên nếm trải qua về thuốc mà chính mình đem đến để giết mẹ chồng. Bà lẽ ra sống an phận thì không cần chịu như ngày hôm nay. Thầy tôi thương bà không biết quý trọng. Đến khi mất thì bà cũng đừng hối hận. Thanh Hiền quay sang nói với thằng Lâm. Lâm và Ánh, đưa bà ta về gian trên đi. Tôi không muốn nhìn thấy bà ta đến khi tôi về làm vợ cậu Tuấn. Còn những chuyện khác, các em thấy đúng thì cứ đuổi người. Còn Thanh Ngọc, nói thằng bé cứ xuống, không cần e sợ mẹ nó. Bà ta làm gì đến ai trong gia đình này? Từ kẻ ăn người ở thì cứ trực tiếp, không cần nghe lời. Đường cùng thì cáo bà ta nhút lại. Vợ lẽ thì không có quyền gì trong cái nhà này cả. Bà ta không có tên trong gia phả. Từ nay thì không ai được gọi là bà cả. Nếu gọi thì gọi bà ta là bà hai đi. Dạ vâng. Thanh Hiền phũ phàng đem bà Nguyệt từ vị trí lớn trong nhà có tiếng nói trở về đúng vị trí của mình. Bà ta thì không cam tâm, kêu gào rằng có với thằng Lâm. Cuối cùng thì vẫn phải để cho con út đi vào mới kéo được bà Nguyệt về nhà lớn. Thanh Hiền nghe giọng nói chanh chua xa dần, cô lau đi giọt nước mắt rồi thầm nói. Mẹ à, con đã lấy lại vị trí vốn thuộc về mẹ. Bà ta đã phải trả giá. Cô cười tự giễu rồi nói tiếp. Mẹ có giận con không? Con có phải là người quá tàn nhẫn không? Thanh Hiền nhắm mắt lại rồi chìm vào suy nghĩ. Việc cô làm ông dần biết quá ép bà Nguyệt. Ông dần không còn tâm tư thương bà Nguyệt như trước đây. Với ông bây giờ là sự bình an của ba đứa con, là việc học của Thanh Ngọc, là đám cưới sắp tới của Thanh Hiền, là bệnh tình của Thanh Hằng. Về phần bà Nguyệt, từ khi bị Thanh Hiền ép uống thuốc đã an phận rất nhiều. Tình cảm của cậu con trai duy nhất của ông dần với Thanh Hiền đặc biệt thân thiết.
Thanh Hiền không vì bà Nguyệt mà ghét bỏ Thanh Ngọc. Ngày nào thì cô cũng dành thời gian cùng cậu em út trong nhà, ngồi chơi rồi đọc sách. Thời gian trôi nhanh, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy. Thoáng một cái đã gần đến ngày cô cùng cậu Tuấn về chung một nhà. Và hôm nay là một ngày đẹp trời. Buổi sáng, cô ngồi xe bò lên trên Huyền xào chơi. Mặt trời thì ngả về phía tây. Nhìn cánh đồng lúa chín vàng ươm, trên những mảnh ruộng có tiếng cười nói vui vẻ của những người nhà nông. Tâm tình của Thanh Hiền rất tốt. Cô xuống xe bò ở đầu thôn, đi dạo một vòng quanh những thửa ruộng nhà mình. Người làm thì đang ra sức gặt lúa. Cô cùng với con Ánh đi dọc bờ kênh. Trẻ con thả diều quanh con đường huyên náo. Một cậu nhóc trẻ khoảng tầm 7-8 tuổi hét lên. Ôi, lại là cô Hai nhà ông Dần kìa. Cô sắp về làm vợ cậu Tuấn đấy. Sắp được ăn kẹo mật rồi. Thì không biết là cậu Tuấn có hào phóng cho trẻ con trong thôn ta ăn nhiều không nhỉ? Đám trẻ con la hét phấn khích. Có đứa kích động chạy đến cầm tay của cô rồi hỏi. Cô Hiền, cô cưới cậu Tuấn thì có mua nhiều kẹo mật không à? Thanh Hiền cười rồi đáp. Có chứ. Cậu nhóc tía lia cười rồi hô lên. Ấy, cô Hai Hiền nói có đấy. Cậu Tuấn mua nhiều lắm. Từ hôm đó nhất định phải ăn ít cơm để dành bụng ăn kẹo mật. Đúng rồi. Người trong thôn bàn tán chuyện cậu Tuấn cưới Thanh Hiền sôi động lắm. Tất cả ai cũng ủng hộ cho cô cậu lấy nhau. Quan trọng là hôn thư được quan huyện đóng dấu. Người trong thôn thì ai muốn gì nghỉ cũng khó. Cậu Tuấn vừa chuẩn bị sinh lễ theo tục lệ của thôn. Cậu nhàn rỗi hơn khi được em trai phụ giúp việc trông nom xưởng gỗ. Cậu rảnh rỗi đến nhà ông Dần, đánh xe bò đưa Thanh Hiền lên huyện mua sắm. Cậu Tuấn chỉ là đưa cô đi theo. Thằng Lâm không được đi. Con Ánh con út thì phải ở nhà giúp việc chuẩn bị đám cưới. Cậu Tuấn đưa Thanh Hiền đến ngôi nhà cậu bí mật mua trên huyện. Thanh Hiền thì ngạc nhiên đi xem từng ngõ ngách trong nhà. Cô vui mừng hỏi cậu. Thế cậu mua từ khi nào vậy? Cậu Tuấn dịu dàng nhìn cô, tay đưa lên gò má, vuốt nhẹ, hé miệng rồi nói. Tôi mua từ khi muốn em làm vợ tôi. Thanh Hiền cố tình trêu ghẹo. Là từ khi nào? Ánh mắt mang ý cười tinh nghịch nhìn cậu. Thanh Hiền hiếm khi có nét mặt tự nhiên hạnh phúc vô lo mà nhìn người chồng sắp cưới. Con người cậu Tuấn thâm trầm. Cậu không nói trực tiếp, cúi xuống đặt lên môi Thanh Hiền một nụ hôn. Câu trả lời của cậu chỉ muốn nói cậu yêu cô, thương cô, sẽ cho cô, người con gái duy nhất trong đời cậu được hạnh phúc. Thanh Hiền thì hai mắt trợn lên không chớp. Cô giống như tượng sáp, mặc cho cậu cắn mút dày vào đôi môi anh đào của cô. Cho đến khi Thanh Hiền thở dồn dập thì cậu mới buông cô ra. Ánh mắt chứa một mảnh tâm tình vui mừng khó tả. Cậu Tuấn ôm cô vào lòng. Cậu mong từng ngày, đếm từng đêm để đợi ngày đường hoàng đưa cô đến nơi này cho cô xem. Cậu thủ thỉ. Tôi yêu em, thương em. Em chỉ cần biết từ nay cuộc sống của em sẽ bước sang một trang mới. Thanh Hiền cười, tay thì trọt trọt mũi cậu rồi nói. Thì cậu hứa đi nhá. Tôi hứa. Thanh Hiền ngẩng đầu lên, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Cô xấu hổ rồi nói. Tôi giao cả đời này cho cậu. Cậu đã hứa thì không được nuốt lời đâu đấy. Hứa cả đời chỉ yêu em, chỉ lấy em làm vợ và sẽ không có thêm vợ lẽ đâu. Được, tôi tin cậu. Cậu Tuấn hôn lên mái tóc đen mượt của cô, cậu cười. Ngày đám cưới, tôi sẽ để em là một cô dâu, là một người vợ hạnh phúc nhất. Còn 4 ngày nữa. Ngày đó thì em phải là cô dâu xinh đẹp nhất, hiểu không? Đáy lòng của Thanh Hiền run run lên bởi vì hạnh phúc, cô trêu ghẹo. Vậy thì cậu cũng phải là người đàn ông đẹp nhất đấy. Cậu mỉm cười. Cuối cùng thì rất nhanh đã đến ngày đón dâu. Đêm nay thì Thanh Hiền hồi hộp chờ đợi đến không ngủ được. Quá nửa đêm mơ chợp mắt, ngủ được một lúc thì trời đã sáng. Không thể trách Thanh Hiền được. Lần trước cô cưới cậu Đức gần như không phải cưới hỏi mà là trao đổi. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài đỏ, không cầu kỳ hoa lệ. Lần này thì cô hoàn toàn khác. Cô được cậu Tuấn mời người từ trên huyện về trang điểm cho cô. Sáng sớm chỉ vội ăn ít bánh con út đưa cho.
ngồi hết cả một canh giờ chỉ để cho người thợ giúp cô trở nên xinh đẹp. Thanh Hiền kiên nhẫn hết sức, không làm người cậu Tuấn mời về khó chịu. Lần này cô đích thực là một cô dâu xinh đẹp nhất trong thôn từ trước đến nay. Cậu Tuấn đặt may cho cô bộ váy dài màu đỏ. Trên đầu của cô được trải gọn gàng, đội lên một cái nấm lớn có gắn một bông hoa. Tổng thể nhìn cô rất xinh đẹp. Cô ngồi yên vị trên giường. Ở bên có Thanh Hằng, không còn ngây ngốc như trước. Thanh Hằng ngồi bên cười vui vẻ, cùng con út, con ánh. Ông Dần đi vào, đem một hộp đỏ. Khóe mắt của ông cay cay đến gần rồi nói. Con gái của thầy hôm nay đẹp lắm. Thanh Hiền cầm lấy tay của ông muốn khóc. Tất cả là thầy cô tác hợp cho cô mối hôn sự này. Là ông đã thương cô giúp cô ly hôn với cậu Đức. Chính bởi vì lòng yêu thương của ông dành cho cô mới có cô của ngày hôm nay. Thầy à, con gái không thể ở nhà báo đáp cô mà nuôi dưỡng của thầy rồi. Ở nhà thì thầy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Lấy chồng gần mà con cứ lo. Thầy còn có Thanh Hằng cùng Thanh Ngọc nữa mà. Dạ vâng. Ông Dần lấy ra một chiếc vòng vàng đeo vào tay của cô căn dặn. Thầy không cho con có mẹ trong ngày này là thiệt thòi. Thầy thay mẹ trao cho con chiếc vòng này làm vật về nhà chồng. Nhà ta thì không giàu có bằng nhà của ông Tư. Thầy không thể cho con nhiều bạc hay đất đai được. Thanh Hiền mân mê chiếc vòng tay, cô trân trọng nói. Tình thương thầy cho con đã đủ để làm vật mang theo về nhà chồng rồi. Ông Dần trách mắng. Con bé này, nhà ta không giàu có nhưng mà cũng đủ ăn tiêu. Chiếc vòng cũng có thể cho con được. Nếu như không có, con về bên đó sẽ khó xử hơn. Dạ vâng. Đến giờ thì nhà ông Tư, cậu Tuấn cùng đoàn người đem theo năm lễ cưới cùng nhau hướng về nhà ông Dần mà đến. Tục lệ trong thôn, hết nhà ai cưới thì trong thôn đều phải đi hết một vòng rồi mới trở về nhà cô dâu. Năm đầu sánh lễ đã đủ cho người dân trong thôn tiếng to tiếng nhỏ bàn tán. Chú rể thì khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ tứ thân màu đỏ trùng màu với áo dài của Thanh Hiền. Cậu Tuấn hôm nay phải nói là rất đẹp trai. Người xem đoàn rước dâu phải một lần nữa đặt cậu Tuấn cùng cậu Đức nhà ông Tư lên bàn cân thêm một lần. Trước đây thì ai cũng nói cậu Đức đẹp nhất thôn, thì hôm nay họ như được rửa mắt bởi vì cậu Tuấn đẹp như ánh sáng của bầu trời. Sống mũi thẳng tắp, mái tóc được chải gọn, khuôn miệng thì nở ra nụ cười rạng rỡ. Hai má lúm đồng tiền lần đầu được khắc họa rõ nét. Cậu Tuấn lúc này thì khiến cho người xem, những cô gái trong thôn phải hoa cả mắt, tiếc nuối không thôi. Một người đàn ông nói, cậu Tuấn nhà ông Tư thật sự rất đẹp trai nha. Tất cả mọi người cùng nhau phụ họa. Đúng rồi, thế mà sao trước giờ cậu lại không đẹp như hôm nay nhỉ? Cậu Tuấn nghe thấy miệng lại càng cười sâu. Cậu biết rõ ngày thường cậu không hề chỉn chu lắm. Hôm nay phải để cho vợ cậu nở mày nở mặt. Tất nhiên là cậu để cho cô hài lòng với cậu chứ. Ba tiếng pháo kêu lên ở cổng nhà ông Dần. Đoàn người đi vào trong nhà lớn. Hai bên gia đình nói chuyện với nhau. Cậu Tuấn một mình hướng gian giới đi đến. Thanh Hiền ngồi dưới bồn chồn đến vã cả mồ hôi. Thanh Hằng thì cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô rồi khuyên. Một chút nữa thôi, chị đừng lo lắng. Một lúc sau thì cậu Tuấn đi vào. Thanh Hằng cùng với con Ánh cầm đồ đem theo về nhà chồng đi lên trước. Cậu Tuấn đi đến gần giường cầm tay cô mỉm cười. Em đợi có lâu không? Không có. Cậu Tuấn nửa quỳ xuống cúi người, lấy đôi giày thêu đặt ở bên đi vào cho cô rồi hai người cùng nắm tay nhau đi lên nhà lớn. Thủ tục người lớn đã bàn xong, chỉ để cô cầu thắp hương tổ tiên rồi chính thức đưa về nhà chồng. Dọc đường đón dâu thì tiếng reo hò cười đùa của trẻ con nhộn nhịp. Bước về nhà lớn, nhà ông Tư, Thanh Hiền một lần nữa thắp hương ra mắt tổ tiên cùng cậu Tuấn. Cô chính thức là con dâu cả nhà ông Tư từ giây phút này. Lần này thì khác với lần cậu Đức cưới cô. Cô được cậu Tuấn đưa về gian nhà của cậu để nghỉ ngơi. Tiệc mừng người trong thôn đến ăn rất đông. Cậu Tuấn đi mời chào khách khứa, các mối làm ăn với gia đình đến chúc mừng cậu. Thanh Hiền đưa con út phục vụ ăn cơm tại gian. Đến tối mịt theo canh giờ thì cũng vào giờ dậu. Cánh cửa gian nhà một lần nữa đẩy ra. Thanh Hiền ngồi trong phòng lo lắng,
không biết là cậu đã tiếp rượu xong chưa. Bóng dáng của cậu Tuấn bước qua rèm cửa, từng bước đến gần giường chỗ cô ngồi. Thanh Hiền tim đập rất nhanh, cô không biết là phải làm gì. Cậu Tuấn đến gần thở một hơi vào sát mặt như vậy lại càng khiến cho cô lo lắng. Đi tắm trước đi. Cậu Tuấn bế cô đi ra bên ngoài. Còn anh đã chuẩn bị nước nóng cho cô. Thanh Hiền thì ngại ngùng, hai vành tai đỏ như máu. Cô được cậu đưa đến gian nhà tắm ngay gian bên. Thanh Hiền tắm rửa nhanh chóng. Cô thay một bộ áo tứ thân có yếm rồi đi vào phòng. Cậu Tuấn đi tắm sau. Tắm xong thì cậu lại vào gian nhà, không quên đóng cửa cài then. Bước vào trong phòng, Thanh Hiền thả tóc ngồi im trên giường. Cả gương mặt của cô đỏ như gấc. Cậu càng nhìn lại càng cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, giọng nói ấm áp. Có vui không? Cả người của Thanh Hiền nóng đến muốn bỏng ấy. Cậu Tuấn biết vậy, cậu đưa tay cởi từng cúc áo rồi trút bỏ đi lớp áo. Thanh Hiền chỉ mặc trên người yếm đỏ. Cô cúi người, biết rõ mình phải làm gì. Chuyện gì sẽ phát sinh mà một lòng vẫn bối rối hồi hộp. Cậu nghiêng người phủ lên môi cô nụ hôn. Cả người của Thanh Hiền run rẩy. Cậu nhẹ nhàng hôn trấn an cô. Cô dần dần mở lòng đáp lại cậu. Hai người triền miên đến khi hơi thở khó khăn thì cậu mới chịu buông ra. Hai người đối diện nhau không một mảnh vải. Cậu đặt cô dưới thân mình, rèm giường buông xuống, cảnh sắc xuân ẩn hiện sau màn trướng. Một đêm xuân đầy hạnh phúc với hai con người. Ở một nơi gian nhà Thanh Hiền từng ở qua, một bóng người ngồi trên chiếc giường đó, từng ngụm rượu uống vào bụng, nước mắt thì chảy dài. Cậu đứng tâm đau thắt ruột, cô vợ cũ trở thành chị sâu. Cậu nghĩ cậu càng hận chính mình, cậu thua rồi. Cậu không chiếm được tâm hồn lẫn thể xác của cô, cậu là thằng đàn ông thua cuộc. Sáng sớm hôm sau thì cậu Tuấn đánh thức Thanh Hiền dậy. Cô nhìn cậu ghét bỏ, cả người thì đau muốn rụng chân tay. Cậu Tuấn cười khanh khách lại càng khiến cho Thanh Hiền mặt biến thành than. Cô lười biếng ngồi dậy thay đổi một bộ đồ khác. Rửa mặt xong, cô đợi cậu vẫn đang lúi húi soạn sổ sách trong hộp tủ. Sợ muộn giờ cánh trà, Thanh Hiền xót ruột rồi hỏi. Cậu lấy gì vậy? Cậu Tuấn vừa lúc đóng tủ lại cầm thêm ba quyển sổ ngồi xuống cạnh cô. Chúng ta đưa cho Đức quản việc trên xưởng. Em muốn lên huyện sống một thời gian không? Thanh Hiền khó hiểu. Lên thì có phải... Cậu Tuấn cầm tay của cô xoa nhẹ, cậu giải thích. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài sống. Em từng là vợ của Đức, ngày ngày tiếp xúc cũng không hay. Mà Đức thì vẫn còn tình cảm với em. Nhưng mà thầy mẹ em... Không sao, tôi sẽ giải quyết. Thanh Hiền chỉ biết thuận theo cậu. Có câu lấy chồng theo chồng. Cô bây giờ đã là vợ của cậu. Cậu nói một, cô nghe một. Cậu nói đi thì cô sẽ đi. Cô ỷ lại vào người chồng này, gán cho cuộc sống tốt hay xấu đều dành cho cậu. Thanh Hiền tự mình xuống bếp pha một ấm trà. Hôm nay có cậu bê cho cô, hai người thuận lợi cánh trà cho ông Tư bà cả. Bà cả, sau một lần đổ vỡ của cậu Đức, một bài học đắt giá bà phải gánh chịu. Giờ thì bà đã không còn như trước, đối với Thanh Hiền thêm vài phần áy náy. Cậu Đức cùng với Giang, vợ cậu từ lẽ được lên làm vợ cả. Khi Hoa bị cô Đức đuổi đi cách đây 3 tháng, hai người ngồi cùng nhau mỗi người trong lòng một nỗi phiền muộn. Cậu Đức lén lút nhìn Thanh Hiền. Ông Tư để ý vô tình thấy cảnh tượng này thì ông thở dài. Vừa lúc cậu Tuấn đặt lên sập 3 quyển sổ sách ghi chép việc trên xưởng, cậu thưa. Thầy mẹ, con và Hiền bàn với nhau rồi. Hai chúng con sẽ ra ngoài sống. Việc trên xưởng giao cho Đức quản lý. Thầy mẹ đành phải nhờ em dâu chăm lo. Cậu Đức nghe xong thì vội vàng hỏi. Tức vì sao phải ra ngoài sống như vậy? Em bây giờ cũng lớn rồi, có vợ rồi. Cũng sớm sinh cháu cho thầy mẹ chơi cùng. Việc trên xưởng em học hỏi một thời gian rồi. Đến lúc cần phải học cách quản lý. Tại anh quen thuộc anh quản đi. Em chỉ phụ anh được thôi. Cậu Đức nhất quyết không chịu. Cuối cùng thì cậu Tuấn hướng ông Tư nói.
Thầy à, con tính là hôm nay chuyển sang ngoài sống. Nhà con đã mua một cái trên huyện, vợ chồng con tạm thời lên đó sống. Còn công việc thì con thường xuyên sẽ về xem qua xưởng. Ông Tư khó hiểu nhìn cậu Tuấn. Ông không ý kiến việc con trai lớn ra ở riêng. Việc cậu gấp gáp đi ngay trong ngày hôm nay khiến ông càng khó hiểu. Cậu đứt ngang trai muốn đi ngay hôm nay thì tức giận, thế nhưng mà vẫn không dám nói. Cậu Tuấn đã quyết thì ông Tư muốn cản cũng không được. Cậu Đức thì lại càng không cản nổi. Mọi việc đều được cậu Tuấn sắp xếp. Từ nhà lớn về, hai vợ chồng Thanh Hiền cùng bọn thằng Lâm chỉ mất một buổi sáng đã dọn dẹp xong đồ đạc. Hai người trong đêm liền đánh xe lên huyện. Vợ chồng cậu Tuấn rời đi, cả thôn không ai biết. Đợi cậu Tuấn đi khỏi thì ông Tư gọi cậu Đức vào trong nhà. Ông đưa cho cậu ba quyển sổ cậu Tuấn để lại. Ông nói: con cố gắng giữ cái xưởng này cho tốt. Anh con vì tránh hiểm nghi mới ra ngoài. Con phải biết đó. Mà làm anh con nghĩ cho con đấy. Cậu Đức hoang mang. Cậu đã oán giận nhầm anh trai của cậu rồi sao? Là một đêm nữa cậu thức trắng. Cậu cần thời gian để quên đi người con gái cậu yêu. Cô đã khác. Cậu cũng có vợ rồi. Có lẽ cậu nên nghe lời anh trai của cậu, nhanh chóng có con cho mẹ của cậu bế cháu. Cậu Đức thở dài, uống cạn ly rượu trên tay. Đêm nay cậu xin được say để cho tất cả vào quá khứ. Cậu cần cuộc sống, cô thì cũng cần vai vế nên tôn trọng nhau. Cậu phải quên để một ngày không xa, anh trai của cậu sẵn sàng đưa cô về đây cùng chung sống. Canh khuya, gió lặng, sương nồng, đèn đêm lẻ bóng, đoạn nhai, ngã bầy lối mòn, sao ai còn tự tỉnh phân vân. Bình minh tỉnh giấc lòng bâng khuâng, thở than sao phần đời trớ trêu. Lầm lỡ uống nhầm chén rượu, say ánh mắt người. Ta muốn hỏi người làm sao để quên hết vệt sầu khổ vương nơi đáy mắt. Cả đời này ta chẳng thể nào đợi người đáp lại một tấm chân tình thêm một lần nữa. Cậu Tuấn đưa Thanh Hiền lên huyện sống, một căn nhà nhỏ trong con ngõ hẹp. Con Ánh, Út, thằng Lâm đều đi theo cậu mợ. Cuộc sống Thanh Hiền bắt đầu vào ngày tháng thanh nhàn của cuộc đời. Ban ngày thì cậu nấu cơm cho cô xong mới đi làm ở một tiệm sách nhỏ. Thanh Hiền hàng ngày chỉ ăn rồi ngồi thêu đan khăn phụ giúp chồng kiếm tiền. Suốt nửa năm hai người chung một lời to tiếng để cho người ngoài phải nhìn vào. Cậu Tuấn luôn nhường nhịn cô. Cậu hứa cho cô cuộc sống tốt và cậu làm tất cả để cho cô đầy đủ ấm êm. Vào một buổi sáng như mọi ngày, cậu Tuấn nấu cháo xong mang lên phòng gọi Thanh Hiền dậy. Cô đi rửa mặt xong vào thì ngồi xuống, người mùi cháo đã che mũi buồn nôn. Cậu Tuấn thì sốt sắng, vội vuốt lưng cô hỏi han: em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Thanh Hiền nhăn mặt không nói nên lời. Cậu Tuấn thì vội gọi con Ánh đem cháo đi, rồi lại sai thằng Lâm đi mời thầy Lang đến. Thằng Lâm chạy ra ngoài, nó chạy với tốc độ nhanh hơn chạy đua nữa. Nó sợ cô bị làm sao thì cậu lại lo lắng nó phải mệt nhọc chăm sóc cậu. Đến một tiệm thuốc, nó nói qua loa một lượt rồi kéo theo thầy Lang đi. Ông thầy Lang bị thằng Lâm kéo đi cứ tưởng bị tổn thọ thêm vài tuổi ấy. Thầy Lang đến nơi, Thanh Hiền cũng đỡ hơn. Cô ngồi tựa vào cậu thở dốc. Vào đến phòng thì thầy Lang liếc thằng Lâm mắng vốn: cái thằng nhóc này, để không biết phải cánh người già. Tôi bao nhiêu tuổi rồi, cậu kéo cứ như vậy thì tôi về nằm giường sớm mà. Ông thầy Lang này họ Phùng. Ông lấy tay Thanh Hiền bắt mạch, hai chân mày chuyển động không ngừng. Ông buông tay cô ra, thần sắc nghiêm túc nói: cô đây là đang mang thai, đã 2 tháng rồi. Thanh Hiền nghe xong thì ngốc đến mơ màng. Cậu Tuấn kích động nắm tay của thầy Lang hỏi lại một lần nữa: ông nói vợ tôi có thai? Thầy Lang tức giận giật giật tay rồi nói: vâng, vợ cậu có thai. Tại cậu không biết mà điều đồ lại hành con người ta đến xanh xao cả người rồi đây này. Cậu Tuấn bị nói đến xấu hổ đỏ thèn cả mặt. Thanh Hiền mới kịp tiếp thu, cô đẩy tay của cậu rồi nói: cậu à, cậu véo em một cái để em tin đây không phải là mơ. Cậu Tuấn véo nhẹ cô một cái. Thanh Hiền vui mừng ôm lấy cậu rồi khóc: em mang thai rồi. Cậu à, chúng ta có con rồi. Cậu Tuấn nháy mắt,
Thằng Lâm gửi tiền thầy Lang rồi tiến hôm về. Cậu để cô ngồi trên giường, bắt đầu làm công tác tư tưởng với Thanh Hiền. Cô mừng rỡ khi có con. Cô chỉ là không ngờ cậu Tuấn lại chăm sóc cô, chỉ thiếu điều không thể có ba đầu sáu tay mà đi theo cô. Cô không được làm một việc gì, không được ăn đồ ăn nguội. Cậu không biết nghe từ phía nào mà tin tưởng. Cậu học theo khiếu, cô ăn không bẩn tay, ngủ không sợ lạnh. Cứ như vậy ngày ngày qua, thời gian chẳng mấy đã đến ngày cô trở dạ. Thầy Lang bà đỡ nhìn cô mà phải tấm tắc khen cậu là một người đàn ông, một người chồng tốt, chăm cô đến trắng trẻo mập mạp. Trong phòng thì Thanh Hiền đau đến vã mồ hôi. Cô cố gắng để không phát ra tiếng khóc. Cô sợ cậu ở ngoài lo lắng chạy vào. Sau một lúc thì bà đỡ kêu cô cố gắng, dặn thật mạnh. Cuối cùng thì tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên. Cậu Tuấn ở ngoài nghe được tiếng con khóc thì lúc này cậu thở phào một hơi, chạy đến cửa, ngóng trông, nhìn vào và đợi được đỡ đứa bé. Cô ôm lấy con. Cô sinh cho cậu một bé trai, trắng trẻo hồng hào mà lại có nét hao hao giống cậu. Cậu Tuấn bế con vào ngồi lên bên giường, vuốt tóc của Thanh Hiền. Cậu nghẹn ngào rồi nói: Cảm ơn em. Cảm ơn em đã hy sinh để sinh con cho tôi. Con rất giống tôi. Em vất vả nhiều rồi. Sắc mặt của Thanh Hiền tái nhợt. Cô đưa tay sờ đôi má của con hạnh phúc rơi nước mắt. Cô đã chọn đúng người đàn ông. Cô đã may mắn gặp được cậu. Và cậu là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời này của cô. 2 năm sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy? Thanh Hiền bế con trai của cô cùng cậu Tuấn đi ra mở cổng. Cô ngạc nhiên thấy cậu Đức đứng giữa cổng như thế. Cô khó hiểu rồi nói: Cậu? Cậu Đức như lột đi một lớp khác. Cậu ôn hòa cười nói: Chị dâu. Thanh Hiền lại càng sốc. Cô lo lắng nói: Cậu vào nhà đi, lát nữa cậu Tuấn về thì nói chuyện. Tôi hơi bận. Thanh Hiền ôm con đi vào phòng. Cô chỉ cho con ánh đem nước mời cậu Đức ngồi. Cậu Tuấn một canh giờ sau thì trở về nhà. Nhìn thấy cậu Đức ngồi trong nhà một mình, cậu ngạc nhiên không kém. Hai anh em cậu đã lâu không gặp nhau. Cậu vào hỏi: Thế em đi huyện có việc gì à? Cậu Đức lắc đầu cười: Không, em lên gặp anh. Có chuyện gì sao? Không. Vậy em lên tìm anh, thì mẹ ở nhà có khỏe không? Cậu Tuấn rón chén nước chè, nhấp môi nhìn cậu Đức. Cậu Đức thấy anh trai đã trưởng thành hơn trước thì trong lòng vui mừng. Cậu nói: Thầy mẹ vẫn khỏe. Mẹ hay nhắc đến anh, mẹ nhớ anh lắm. Mà cũng mấy tháng rồi anh không về qua nhà. Cũng 10 tháng rồi. Anh sẽ sắp xếp để về thăm thầy mẹ. Vâng. Hai anh em hàn huyên một hồi. Khi đưa em trai ra đến cổng thì cậu Đức quay người cười nói: Anh và chị dâu cũng nghĩ đến việc trở về đi thôi. Đã hơn 3 năm rồi, thầy mẹ nhớ cháu lắm. Em đã hoàn toàn quên quá khứ rồi. Bây giờ sống với Giang cùng bé Vân rất hạnh phúc. Cậu Tuấn gật đầu. Cậu Đức ra về. Cậu Tuấn đi vào trong nhà thấy cô bé con đứng ở hè. Cậu đến bế bé Thanh. Đó là tên con trai của cô, được lấy từ lót tên cô. Ôm con trong lòng, cậu Tuấn nói: Em cũng nghe thấy rồi đấy. Về hay không là theo ý em. Thanh Hiền nghe xong ôm lấy cậu, cô cười: Cậu ấy nói đúng. Đã 3 năm rồi, quá khứ thì mãi là quá khứ. Chúng ta nên về sống với thầy mẹ, để ông bà còn chơi với cháu nữa. Cậu Tuấn một tay che mắt con, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Bức ảnh gia đình hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng họ cũng được sống một cuộc sống đầy viên mãn. Bởi người ta nói, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Người tốt thì ăn sẽ được hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau biết bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười cho tất cả mọi người rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của bộ truyện này. Và nếu như mọi người có bất cứ một cảm xúc nào, những chia sẻ gì thì hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh
ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chờ Tình, để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh, một bộ truyện cũng rất hấp dẫn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui.